đi lên bảy con bò mập và tốt ăn cỏ trong bưng. Rồi này bảy con bò khác xấu dạng gầy guộc ở dưới sông đi lên đi theo lên sau. Đến đứng gần các con bò trước trên bờ sông, bảy con bò xấu dạng gầy guộc nuốt bảy con bò mập tốt. Pharaoh bèn thức giấc. Vua nằm ngủ lại chiêm bao lần thứ nhì, thấy bảy rễ lúa chắc tốt tươi mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó bảy rễ lúa khác lép và bị gió đông thổi hát mọc theo bảy rễ lúa kia. Bảy rễ lúa lép nuốt bảy rễ lúa chắc. Pharaoh bèn thức giấc và này thành ra một điểm chiêm bao. Sáng mai tâm thần người bất định, truyền đòi các pháp sư và các tay bác sĩ xứ Egypto đến. Thuật lại chiêm bao cho mình cho họ nghe, nhưng chẳng có ai bàn được điểm chiêm bao đó cho vua hết. Quan tiểu chánh bèn tâu cùng Pharaoh rằng: bây giờ tôi nhớ đến lỗi của tôi. Ngày trước bệ hạ nổi giận cùng quần thần, có cầm ngục quan thượng thiện và tôi nơi dinh quan thị vệ. Trong lúc đó cùng một đêm kia, chúng tôi có thấy điểm chiêm bao. Chiêm bao mỗi người đều có ý nghĩa riêng rõ ràng. Tại đó cùng chung ngục có một người Hebrew còn trẻ, kẻ gia đình của quan thị vệ. Chúng tôi thuật lại cho chàng nghe điểm chiêm bao của mình. Chàng bàn rõ ra cho ai mỗi điểm chiêm bao nấy. Rồi ra công việc xảy đến y như lời chàng bàn. Bệ hạ phục chức tôi lại và xử treo quan kia. Pharaoh bèn sai đi đòi Joseph. Họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho biểu thay đổi áo sống, rồi vào chầu Pharaoh. Pharaoh phán cùng Joseph rằng: trẫm có thấy một điềm chiêm bao mà chẳng ai bàn ra. Vậy trẫm nghe rằng khi người ta thuật điềm chiêm bao lại cho, thì ngươi bàn được. Joseph tâu rằng: đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy. Pharaoh phán rằng: này trong điểm chiêm bao trẫm đang đứng trên bên bờ sông. Này đâu bảy con bò mập và tốt dưới sông đi lên đến ăn cỏ trong bưng. Rồi bảy con bò khác xấu dạng gầy guộc đi theo lên sau. Thật trẫm chẳng thấy trong xứ Egypto này có bò xấu dạng như vậy bao giờ. Bảy con bò xấu dạng gầy guộc đó nuốt bảy con bò mập tốt trước kia nuốt vào bụng mà dường như không có nuốt. Vì các con bò đó vẫn xấu dạng như xưa, chẫm bèn thức giấc rồi lại thấy điềm chiêm bao khác là bảy rễ lúa chắc, tốt tươi mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó bảy rễ lúa khác khô lép bị gió đông thổi hát mọc theo bảy rễ lúa kia, và bảy rễ lúa lép đó lại nuốt bảy rễ lúa chắc. Chấm đã thuật điềm chiêm bao này cho các pháp sư nhưng không ai giải nghĩa ra được. Joseph tâu cùng Pharaoh rằng hai điềm chiêm bao của bệ hạ thấy đó đồng một nghĩa mà thôi. Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết trước những việc ngài sẽ làm. Bảy con bò mập tốt đó tức là 7 năm, bảy rễ lúa chắc đó cũng là 7 năm. Ấy chỉ đồng một chiêm bao vậy. Bảy con bò xấu dạng gầy guộc lên theo sau bảy con bò kia tức là 7 năm, và bảy rễ lúa lép bị gió đông thổi tháp vào tức là 7 năm đói kém. Ấy là điều tôi đã tâu cùng bệ hạ rồi. Đức Chúa Trời có cho bệ hạ thấy những việc ngài sẽ làm. Này trong khắp xứ Egypto sẽ có 7 năm được mùa dư dật, nhưng 7 năm đó lại liên tiếp 7 năm đói kém. Dân bản xứ đều sẽ quên sự dư dật đó, và ách đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn. Và vì sự đói kém liên tiếp này quá lớn quá, nên thiên hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa. Nếu điềm chiêm bao đến 2 lần cho bệ hạ, ấy là bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và ngài mau mau lo làm cho thành vậy. Bây giờ bệ hạ khá chọn một người thông minh trí huệ, lập người lên làm đầu trong xứ Egypto, cùng lập các ủy viên trong xứ để góp 1/5
của số thâu vào trong 7 năm được mùa dư dật đó. Họ hãy thâu góp hết thảy mùa màng trong 7 năm được mùa dư dật sẽ đến sau này, cùng thâu nhập lúa mì sẵn dành cho Pharaoh, dùng làm lương để dành trong các thành, và họ hãy giữ gìn lấy. Các lương thực này phải để dành cho 7 năm đói kém sẽ đến trong xứ Egypto, hầu cho xứ này khỏi bị diệt bởi sự đói kém đó. Các lời này đẹp ý Pharaoh và quần thần. Pharaoh phán cùng quần thần rằng: chúng ta há dễ tìm một người như này, có thần minh của Đức Chúa Trời sao? Pharaoh phán cùng Joseph rằng: vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa. Vậy ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm, hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Pharaoh lại phán cùng Joseph rằng: hãy xem, trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Egypto. Vua liền cởi chiếc nhẫn trong tay ra đeo vào tay Joseph, chuyên mặc áo vải gai mịn và đeo vòng vàng vào cổ người, rồi truyền cho lên ngồi xe sau xe vua. Có người đi trước hô: hãy quỳ xuống. Ấy Joseph được lập lên cầm quyền cả xứ Egypto là vậy. Pharaoh lại phán cùng Joseph: ta là Pharaoh, nhưng nếu chẳng có ngươi thì trong cả xứ Egypto không có ai giơ tay đưa chân lên được. Pharaoh đặt tên Joseph là Saphernath Phaneach, đưa nàng Achnat, con gái của Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành ôn, cho người làm vợ. Người thường tuần hành trong xứ Egypto. Và khi Joseph ra mắt Pharaoh, vua Egypto, thì người đã 30 tuổi. Vậy người từ tạ Pharaoh mà đi tuần khắp xứ Egypto. Trong 7 năm được mùa dư dật, đất xanh sản ra đầy rẫy. Joseph bèn thâu góp hết thảy lương thực của 7 năm đó trong xứ Egypto, và chứa lương thực này khắp các thành, trong mỗi thành đều dành chứa hoa lợi của các ruộng ở chung quanh thành đó. Vậy Joseph thâu góp lúa mì rất nhiều, như cát nơi bờ biển, cho đến nỗi người ta đếm không được vì đầy rẫy vô số. Trước khi đến năm đói kém thì Achnat con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành ôn, sanh cho Joseph hai con trai. Joseph đặt tên đứa đầu là Manasseh vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc và cả nhà cha ta. Người đặt tên đứa thứ nhì là Ephraim vì nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. 7 năm được mùa dư dật trong xứ Ai Cập bèn qua, thì 7 năm đói kém khởi đến y như lời Joseph đã bàn trước. Khắp các xứ khác cũng đều bị đói, nhưng trong cả xứ Ai Cập lại có bánh. Đoạn cả xứ Ai Cập đều bị đói, dân chúng đều đến kêu cầu Pharaoh xin lương. Pharaoh phán cùng bàn dân rằng: hãy đi đến Joseph rồi làm theo lời người sẽ chỉ bảo cho. Khi khắp xứ bị đói kém thì Joseph mở mọi kho lúa mà bán cho dân Egypto. Xứ càng đói nhiều nữa, và vì khắp thế gian đều bị đói quá nên đâu đâu cũng đổ đến Egypto mua lúa nơi Joseph bán. Thưa anh chị em, trong tôi đang chia sẻ về cái loạt bài trong sách Sáng Ký, và tất cả những cái phần bài giảng này nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái kiến thức hệ thống về lời Chúa, và từ đó chúng ta có những cái bài học thuộc linh để áp dụng cho mỗi một chúng ta. Trong đoạn 40 thì chúng ta cũng có tôi trong bài giảng lần trước thì tôi cũng nói đến cái thời điểm của Chúa khi mà Joseph bị giam ở cái ngục đó, thì đã gặp hai vị quan, và một vị đã bị vua xử chết, ở một vị được phục hồi chức trở lại đúng theo cái lời giải nghĩa giấc mơ của Pharaoh. Rồi đến sang đến đoạn thứ 21 đấy, thì chúng ta thấy là đây là một cái bước sang, cuộc đời của Joseph đã bắt đầu bước sang một cái trang hoàn toàn mới rồi. Và sang cái chương thứ 41 này thì là đến cái thời điểm
Bắt đầu đến cái thời điểm mà là cái giấc mơ của Joseph đã nói với bố mẹ, đã nói với bố, xin lỗi mẹ ông đã chết từ lâu rồi, đã nói với bố và các anh trai đó về mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao để quỳ xuống cho mặt ông. Thì đây là cái thời điểm bắt đầu cái giấc mơ đã được thành. Và đến đoạn thứ 40 thì chúng ta thấy rằng Joseph có đề nghị cái vị quan đấy là khi mà ngài được giải thoát ra rồi thì ngài nhớ đến tôi. Nhưng mà ông đã quên tiệt đi. Sang đến đoạn thứ 41 là một khoảng một thời gian sau thì có chuyện xảy ra, đó là Chúa khiến cho ông vua Pharaoh có một cái giấc mơ, và trong cái giấc mơ này không ai giải nghĩa được hết. Mà Joseph là người có thần của Chúa có thể giải được giấc mơ đó. Cho nên là cái vị quan mới nhớ lại rằng cái lúc mà mình còn đang ở tù đó thì có một nhân vật trẻ tuổi là Joseph có thể giải ước mơ, và nó đã xảy ra đúng y như vậy. Thì ông vị quan này mới giới thiệu cho vua, và ông vua ngay lập tức đã giải phóng Joseph ra khỏi tù. Như vậy chúng ta thấy cái thời điểm của Chúa mà trong những cái giai đoạn trước thì Joseph mong ra khỏi tù cũng không được, phải đúng thời điểm của Chúa năm 30 tuổi. Vậy là cái giấc mơ mà Chúa đã phán bảo với Joseph trước đó phải đến đúng thời điểm của ngài thì mới được thành. Mặc dù là Joseph cũng có nhờ cậy nơi cái vị quan đó, nhưng chưa đến thời điểm thì cũng không có được. Vậy mọi cái đều xảy ra, đều diễn ra theo thời điểm của Chúa. Cho nên trong khi mà chúng ta chờ đợi cái thời điểm của Chúa, thì đấy là cái thời điểm mà Chúa mong chúng ta là trung tín, rèn rũa cái tâm tính của mình, rèn rũa cái tâm linh của mình, dành nhiều thời gian trong sự cầu nguyện nhiều hơn, dành nhiều thời gian để nghiên cứu lời Chúa, suy gẫm về lời Chúa, để cho mình một cái lượng kiến thức về lời Chúa thật là sâu sắc, để khi chúng ta bước vào trong sự kêu gọi của Chúa rồi thì những cái thời gian đó đã là thời gian chuẩn bị đủ cái sự chín muồi để chúng ta bước vào trong cái sự kêu gọi mới của Chúa. Đoạn thứ 41 ấy, là bắt đầu cái thời điểm Chúa can thiệp. Chúa can thiệp và giải cứu Joseph ra khỏi ngục. Như vậy là nếu như Joseph có nhờ cậy nơi con người, nhưng Chúa mà không hành động thì cũng không giải quyết được cái gì hết. Lòng của vua trong tay của Chúa mà. Ngài cảm động người này giúp, ngài cảm động người kia không giúp. Cho nên trong cái thời điểm trước là Chúa cảm động cho, Chúa khiến cho cái vị quan quên đi cái lời đề nghị của Joseph. Cho nên đôi khi thì chúng ta hay trách người này người kia, nhưng mà trong ngay cả những cái điều như vậy chúng ta vẫn thấy cái sự tể trị của Chúa, để đúng thời điểm thì ông mới nhớ ra cái lời đề nghị của Joseph, và Pharaoh đã hành động trong cái sự tể trị của Chúa. Cho nên con người có thể quên nhưng mà Chúa không quên. Thời điểm là của Chúa, Chúa quyết định cái thời điểm. Ngay cả Joseph cũng không biết là năm bao nhiêu tuổi mình sẽ được kinh nghiệm cái giấc mơ đó trở thành hiện thực. Chỉ có Chúa biết điều đó thôi. Joseph còn không biết điều đó. Joseph chỉ biết rằng là nó sẽ trở thành hiện thực, nhưng mà thời điểm để nó trở thành hiện thực thì ông không biết. Cho nên khi ông bị bỏ tù đấy, thì Joseph rất là mong đợi được giải phóng và được cái sự nâng đỡ từ cái vị quan mà mình đã giúp đỡ ông ấy. Trên hết mọi cái là sự nâng đỡ đến từ nơi Chúa. Dù con người không giúp đỡ chúng ta, dù không một ai đứng bên cạnh chúng ta, không một ai hỗ trợ chúng ta về mặt tinh thần, về mặt vật chất hay về bất cứ cái lĩnh vực nào chúng ta cần, chỉ có thể là một mình thôi chống chọi với tất cả mọi cái trong cuộc sống này, thì hãy nhớ một điều rằng là không có ai đứng bên cạnh chúng ta, nhưng Chúa vẫn đứng bên cạnh của chúng ta. Đến đúng thời điểm của Ngài thì Ngài sẽ làm thành cái chương trình của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta xem một câu kinh thánh trong sách Thi Thiên đoạn 113 câu 7 đến câu số 9. Thi Thiên đoạn 113 câu 7 đến câu số 9.
Ngài nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi tro, cất kẻ thiếu thốn khỏi đống phân, đặng để người ngồi chung với các quan trưởng, tức các quan trưởng của dân sự Ngài. Ngài khiến đàn bà son sẻ ở trong nhà, làm mẹ vui vẻ của những con cái. Hallelujah. Cái câu kinh thánh này nó có đúng với cuộc đời của Joseph không? Có phải là Joseph đang ở cái chỗ thấp nhất không? Ở trong tù là thấp nhất mà. Không khác gì giống như cái sự so sánh ở trong Thi Thiên này, đang ngồi ở trong đống phân ấy, cái chỗ bẩn thỉu nhất. Trong tù thì chắc chắn là nó không có đủ ánh sáng à. Và nó hôi thối nữa. Chứ nó không phải là cái chỗ đẹp đẽ, nó không phải là cái chỗ thoải mái. Nhưng mà Kinh Thánh nói Ngài nâng đỡ những kẻ khốn cùng lên khỏi bụi tro và cất kẻ thiếu thốn khỏi đống phân, để ngồi chung với các quan trưởng, tức các quan trưởng của dân sự Ngài. Chúa khiến cho Joseph được ngồi chung với các quan trưởng, và ngồi với một người mà không ai có thể nghĩ được, đó là ngồi cùng với vua. Quý vị thấy không ạ? Những điều mà tưởng chừng như là không thể đối với con người thì Ngài lại có thể làm. Làm thế nào mà Joseph có thể tưởng tượng rằng một ngày kia mình sẽ ngồi cùng với vị vua và cai trị trên cả đất nước Ai Cập? Và Ai Cập thời kỳ đó nó không phải chỉ là một quốc gia nữa, mà nó là một quốc gia hùng cường. Có nghĩa là họ, cái tầm ảnh hưởng của Ai Cập lúc đó là bao phủ cả những cái nước liên bang nữa. Cho nên tất cả những nước liên bang đều biết đến Joseph, và tầm ảnh hưởng của Joseph rất lớn, vượt quá cái phạm vi của Ai Cập. Làm thế nào mà điều này có thể xảy ra? Nó vượt quá suy nghĩ của Joseph, nó vượt quá suy nghĩ của Jacob, vượt quá suy nghĩ của các người anh. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã lập cái kế hoạch này từ trước rồi. Và để cho cái kế hoạch được thành thì Chúa cho phép Joseph trải qua tất cả những cái hoạn nạn đấy, những cái thử thách đấy, những cái hiểu lầm đó. Để cuối cùng khi ông qua cái bài thử thách đó, như tôi đã chia sẻ trong những bài trước, đó là nếu như vượt qua được bài kiểm tra của lớp 1 thì sẽ được thăng tiến lên lớp 2. Vượt qua được bài kiểm tra của cấp 1 thì sẽ được thăng tiến lên cấp 2. Và khi chúng ta trung tín trong những cái việc nhỏ đấy thì đến thời điểm của Ngài, Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta ra khỏi bụi tro. Câu số 9 ở trong Thi Thiên nói là Ngài khiến đàn bà son sẻ ở trong nhà làm mẹ vui vẻ. Đó là ai? Đó là bà Anne. Và một số những nhân vật nữ khác được ghi lại ở trong Kinh Thánh. Chúa khiến cho cái người đàn bà son sẻ không có khả năng sinh con được làm mẹ và vui vẻ. Cho nên cái quyền năng của Chúa được thể hiện khi chúng ta trung tín, bước đi với Ngài, tin cậy vào nơi Ngài, bám chắc vào những lời hứa của Ngài. Những năm tháng phải ngồi trong tù là những cái năm tháng mà có rất nhiều thời gian để suy ngẫm về Chúa, suy ngẫm cái khải tượng, để nuôi dưỡng cái khải tượng Chúa đã ban cho, và cầu nguyện cho cái khải tượng đó được thành. Và khi cầu nguyện đủ rồi, đến đúng thời điểm rồi, thì Chúa sẽ làm cho điều đấy được thành. Để cho một con để cho một cái quả trứng nó có thể nở ra một con gà đấy, thì cái con gà mẹ nó cần ấp trên cái quả trứng đó, và nó phải đủ cái lượng thời gian của nó, chứ không phải là vừa ngồi cái là nó ấm cái quả trứng cái là tự nhiên nó nở ra thành con gà đâu. Không phải đâu anh chị em, nó phải có đủ thời gian của nó. Tôi không biết là thời gian chính xác một quả trứng cần ấp lượng thời gian bao lâu. Tôi đang nói một cách tự nhiên, chứ tôi nó không dùng những cái phương pháp khoa học. Con gà nó cần phải ngồi với cái quả trứng đấy bao nhiêu lần, tổng cộng cái lượng thời gian là bao lâu thì nó mới nở ra được một con gà con, chứ không phải là vừa ngồi một cái nó nở thành một con gà con ngay. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện cho những khải tượng của mình, Chúa ban cho chúng ta những khải tượng, Chúa ban cho chúng ta những lời tiên tri, Chúa ban cho chúng ta, Chúa gieo những cái hạt giống hy vọng, mong ước vào trong lòng của chúng ta, nó không phải thành ngay được. Nó cần được ấp bằng sự cầu nguyện. Nó phải được ấp đủ cái lượng thời gian.
tùy vào khải tượng, tùy vào sự kêu gọi của Chúa cho mỗi một người khác nhau, thì nó cần cái lượng thời gian ấp khác nhau để nó được thành. Có người cái thời gian ấp thì chỉ cần 1 tháng, 2 tháng, có người 1 năm, có người thì 3 năm, có người thì 10 mấy năm, có người thì cả đời, để cho một cái khải tượng của Chúa được hình thành trong cuộc đời của mình. Cho nên tất cả những cái khoảng thời gian chờ đợi đó là khoảng thời gian tốt đẹp để chúng ta ấp cho cái khải tượng của mình nó đủ nóng, nó đủ cái nhiệt độ của nó và nó đủ cái thời lượng của nó để cái quả trứng có thể sản sinh ra con. Sự nâng đỡ đến từ nơi Chúa. Ngài nâng đỡ những người khốn cùng ra khỏi bụi tro, Ngài cất kẻ thiếu thốn ra khỏi đống phân. Anh em, chị em có đang giống như cảnh ở trong bụi tro hay không? Anh chị em có đang thiếu thốn giống như cảnh ngồi ở trong đống phân hay không? Mà Kinh Thánh nói rằng Thi Thiên 113 hãy thuộc câu Kinh Thánh này về mà tự cầu nguyện với Chúa thêm. Công bố lời Chúa cho mình. Ngài nâng đỡ những kẻ khốn cùng ra khỏi bụi tro. Ngài cất con là kẻ thiếu thốn ra khỏi đống phân để ngồi chung với các quan trưởng, tức các quan trưởng của dân sự Ngài. Ngài khiến cho đàn bà son sẻ được ở trong nhà làm mẹ vui vẻ của các con cái. Cho sự nâng đỡ từ nơi Chúa. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu số 6. Hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp thì Ngài nhắc anh em lên. Một trong những yếu tố của sự hạ mình ấy, đó là hoàn toàn trao thác cuộc đời của chúng ta trong tay Chúa. Một trong những cái biểu hiện của sự hạ mình ấy, đó là nhìn nhận rằng nếu như Ngài không hành động thì dù con có tài năng, con cũng không thể làm được việc gì. Nếu không có sự sức dầu của Ngài đó thì mọi cái khả năng, mọi cái rèn luyện, cái kỹ xảo của con cũng trở thành vô ích hết. Và đến thời điểm, đến đúng thời điểm Ngài nhắc Joseph lên. Joseph được gọi là một người trung tín từ trong nhà cha, cho đến trung tín ở trong nhà của tôi Potiphar, cho đến trung tín ở trong tù. Và khi được lên làm tể tướng của Ai Cập thì trung tín trong cả nhà Pharaoh. Đến thời kỳ thuận hiệp thì Ngài nhắc anh em lên, khi chúng ta hạ mình xuống thì chúng ta bước đi trong trung tín trong những cái thời kỳ đó. Cái ngày chúng ta nghỉ không, chúng ta không làm gì, cái thời gian chúng ta thất nghiệp, đấy có phải là cái khoảng thời gian chúng ta tu dưỡng mình không? Chúng ta vẫn dành nhiều thời gian cầu nguyện hơn như bình thường, dành nhiều thời gian suy gẫm lời Chúa hơn, dành nhiều thời gian đi làm chứng hơn không? Hay chúng ta nghĩ rằng là mình chán quá, bây giờ Chúa không chúc phước cho công việc của mình thì thôi, mình vẫn để cái thời gian đấy mình xem phim, để thời gian làm những cái mà xác thịt mình yêu thích, thay vì mình lợi dụng tất cả những cái khoảng thời gian đấy để tìm kiếm Chúa nhiều hơn và trung tín làm những cái việc mà Chúa giao cho mình làm. Có những cái việc rất nhỏ Chúa giao cho mình không trung tín ấy, và mình nghĩ rằng là bao giờ Chúa giao cho việc lớn hơn thì tôi trung tín, những cái việc này nhỏ quá thì không đáng để trung tín, thì Chúa sẽ không giao cho chúng ta những việc lớn hơn đâu. Bởi vì chúng ta không vượt qua lớp 1 thì không thể đến lớp 2 được. Không quản lý cái số lượng nhỏ thì không thể nào Chúa giao cho cái số lượng lớn. Hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Chúa. Kinh Thánh nói cánh tay của Chúa là cánh tay quyền phép mà. Ngài không phải là ông thần, có mắt không thấy, có tai không nghe mà không giải cứu được Joseph. Cho nên đến thời điểm của Chúa, Ngài sẽ làm thành cái chương trình của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Và Ngài sẽ làm thành đó khi mà chúng ta trung tín bước đi với Ngài. Thi Thiên đoạn 75 câu 6 đến câu số 7. Vì không phải từ phương Đông hay phương Tây, cũng không phải từ sa mạc mà có sự tôn trọng. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng phán xét, Ngài hạ kẻ này xuống, Ngài nhấc kẻ kia lên. Anh em thấy không ạ? Các anh của Joseph đã tự cao, tự mãn, nuôi dưỡng trong mình những sự ghen tị. Họ nghĩ rằng là Joseph là cái thằng út vào, không phải là út nhưng mà là áp út.
mà lại có lại là khoe một cái giấc mơ là mình sẽ cai trị trên cả các anh. Họ không chấp nhận được điều đấy. Họ không chấp nhận được khải tượng của Joseph là họ đang không chấp nhận chính Đức Chúa Trời, bởi vì cái khải tượng nó đến từ Đức Chúa Trời. Chính vì họ không chấp nhận cái khải tượng đó, cho nên Chúa khiến cho khải tượng đó được thành để hạ họ xuống. Và khi Joseph lên làm tể tướng rồi, chính họ phải đến để quỳ xuống trước mặt Joseph. Cho nên sự khôn ngoan là hạ mình xuống trước mặt Chúa, không phải sự nâng đỡ đến từ phương Đông, phương Tây đâu. Mà đến từ Chúa. Ngài hạ người này xuống, Ngài nhấc kẻ kia lên. Gia đình Joseph không ai nghĩ được Joseph sẽ có một ngày như vậy. Bạn bè của Joseph cũng không thể nào nghĩ được là Joseph có một ngày như vậy. Hàng xóm của Joseph cũng không ai nghĩ được là một ngày kia sẽ có cái ngày mà Joseph ngồi trên ngai trên một cái quốc gia hùng cường nhất trong giai đoạn đó. Không ai nghĩ được rằng là họ sẽ phải quỳ xuống để xin lòng thương xót của Joseph. Nhưng có một điều Joseph làm, đó là trung tín bước đi với Ngài. Tin cậy vào nơi Chúa, trung tín bước đi với Ngài trong tất cả các hoàn cảnh. Và đến đúng thời điểm thì Joseph kinh nghiệm là cái sự nâng đỡ từ nơi Chúa. Dù con người không ai hỗ trợ ông ấy. Các anh không hỗ trợ Joseph. Potiphar không hỗ trợ Joseph. Rồi cái vị quan mà Joseph làm ơn cho cũng không hỗ trợ ông. Để làm gì? Để Chúa muốn khẳng định cho Joseph biết một điều rằng con người quay mặt ra khỏi Joseph, nhưng Chúa không quay mặt ra khỏi ông. Ngài đóng tất cả các cánh cửa hỗ trợ từ phía con người để Joseph hoàn toàn nương dựa vào nơi Chúa. Để khi Joseph nhận được vinh quang thì Joseph mới nhận thấy rằng là tất cả vinh quang đấy là đến bởi Chúa toàn năng, chứ không phải bởi sức của ông. Điều thứ hai trong cái câu chuyện Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký đoạn 41 đó. Chúng ta hãy nhìn nhận cái lời của Pharaoh nói với Joseph trong sách Sáng Thế Ký đoạn 41 câu số 39. Ông Pharaoh nói như này: vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ hơn ngươi nữa. Joseph nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời xui cho tôi biết, nhưng ông Pharaoh cũng nhìn nhận rằng là cái thông minh, cái trí huệ này ấy, nó không phải là đến từ học thức của con người, mà là do quyền phép của đấng thiêng liêng, của đấng tối cao, của đấng sáng tạo, của Đức Chúa Trời Yahweh đang ở trên Joseph. Và Pharaoh nhìn nhận điều đó. Cái điều này rất là quan trọng. Điều này điều cực kỳ quan trọng. Đó là khả năng của chúng ta là cần thiết. Kiến thức của chúng ta là cần thiết, nhưng nó không phải là tất cả. Mà sự mặc khải, sự sức dầu của Chúa mới là quan trọng hơn hết. Bao nhiêu khả năng của Joseph cũng không thể bằng khả năng của cả một triều thần Pharaoh. Chúng ta nhìn vào kim tự tháp của Ai Cập thôi đấy, chỉ một cái kim tự tháp thôi đấy, thì chúng ta hiểu rằng cái người Ai Cập cổ đại họ thông minh như thế nào. Những cái nghiên cứu của khoa học người ta còn cho thấy rằng là thậm chí là người Ai Cập cổ đại là họ sản xuất được ra pin nữa cơ. Rất là nhiều những cái thuộc về thế giới hiện đại của chúng ta đó mà họ nghiên cứu được. Họ khám phá được rằng người Ai Cập cổ đại đã có cái điều đấy rồi, đã có rồi, đã có từ từ ngày xưa rồi. Thì chúng ta thấy một điều rằng nếu mà để nói về sự thông minh của con người ấy, thì người Ai Cập ấy, cực kỳ thông minh. Họ rất giỏi. Mà Joseph là ai? Chỉ một nhân vật thôi, chỉ một anh chàng thanh niên.
Một cái đầu đấy không thể nào so sánh với cả một cái nền văn minh và bao nhiêu cái đầu của Ai Cập được. Thế cho nên là mọi cái sự thông minh và trí huệ của con người là điều tốt, nhưng nó không phải là tất cả. Điều quan trọng nhất là sự mặc khải từ nơi Chúa và sự sức giàu từ nơi Chúa. Và đây cũng là bí quyết sống của mỗi một chúng ta và bí quyết để phục vụ Chúa của mỗi một chúng ta, anh chị em. Những người nào muốn khao khát phục vụ Chúa, chúng ta cần phải bước đi từ cái đầu đến cái linh. Chúng ta không loại cái đầu, nhưng mà chúng ta phải bước đi từ đầu đến linh. Chúng ta học lời Chúa, nhưng mà cần phải có sự mặc khải từ Đức Thánh Linh để hiểu Kinh Thánh là lời của Chúa. Còn nếu không á, chỉ là một mớ lý thuyết suông mà thôi, không đem lại cái sự thay đổi gì hết. Sachari đoạn 4 câu số 6, lời Chúa nói như sau: Đây là lời Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-bên rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Không phải bởi quyền thế, không phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúa chọn các môn đồ đầu tiên, có ai trong số họ là người giỏi giang không? Có ai trong số họ là người quyền cao chức trọng không? Có ai trong số họ là người có danh giá ở đời này không? Phi-e-rơ và Giăng được gọi là người dốt nát không học. Ma-thi-ơ thì làm nghề thâu thuế, là cái nghề mà mọi người khinh bỉ. Phần lớn các môn đồ của Chúa thì làm nghề đánh cá, những con người rất bình thường, họ không phải là những học giả. Tôi đang nói 12 môn đồ đầu tiên. Đương nhiên về sau thì sẽ có rất là nhiều tầng lớp xã hội, nhưng mà 12 môn đồ đầu tiên được chọn để ở cùng với Chúa Giêsu và tạo nền móng cho hội thánh của Chúa về sau đấy. Đó là những con người rất bình thường. Nhưng những con người bình thường đấy lại tạo lên sự thay đổi cho xã hội, bởi vì họ có sự mặc khải của Chúa và có sự sức giàu từ nơi Đức Thánh Linh. Tất cả mọi cái đều được thay đổi chỉ nhờ một sự tuôn đồ của Đức Thánh Linh được ghi lại trong sách Công Vụ đoạn thứ hai mà thôi. Cho nên năng lực là tốt, kỹ xảo là tốt, chúng ta cần phải rèn luyện để có nhiều năng lực và có nhiều kỹ xảo. Nhưng chúng ta không lệ thuộc vào đó. Bởi vì nếu như không có thần của Đức Giê-hô-va, không có sự sức giàu và sự mặc khải từ nơi Chúa, thì tất cả những cái kiến thức đó nó rất dễ sản sinh ra sự kiêu ngạo. Tri thức sinh ra kiêu căng, tình yêu thương làm cho gương tốt. Cái người mà càng giỏi về mặt tri thức đời này thì cái xu hướng kiêu ngạo càng cao. Tôi không nói là cứ giỏi là kiêu ngạo, nhưng mà đấy là xu hướng. Cái khả năng, cái mà có thể trở thành, càng giỏi về tri thức đời này và càng giỏi về kỹ năng lại càng có xu hướng lệ thuộc vào cái tri thức đấy, chứ không phải lệ thuộc vào nơi Thánh Linh. Nên tri thức đến từ nơi Chúa, kỹ năng cũng đến từ nơi Chúa. Trên hết mọi sự, chúng ta không dựa vào những cái đó, mà chúng ta dựa vào sự sức giàu và sự mặc khải từ Thánh Linh này. Không bởi quyền thế, không bởi năng lực, bèn là bởi thần của ta. Cho nên lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng ta: người mạnh chớ khoe về sức mạnh của mình, người giàu chớ khoe về tài sản của mình. Ai khoe thì hãy khoe về trí khôn mình nhận biết Đức Giê-hô-va. Cái sự nhận biết đấy là đến từ bàn từ nơi Chúa ban cho. Chúa ban cho mình mới có thể nhận biết Ngài. Chúa không ban cho mình không thể nhận biết Ngài được. Cho nên lời Chúa nói đấy: người giàu chớ khoe về sự giàu mình, người khôn chớ khoe về sự khôn mình, người mạnh chớ khoe về sự mạnh mình. Nếu có khoe thì khoe về sự nhận biết Chúa, khoe về lời của Chúa. Cái đấy mới là cái đáng khoe.
Chúa ban phước cho anh chị em. Nên hỡi tất cả các anh chị em trong Chúa, đừng khoe về bất cứ điều gì khác ngoài khoe về quyền pháp của Chúa, khoe về công tác của Đức Thánh Linh. Đừng khoe về hội thánh tôi giàu, đừng khoe về hội thánh tôi lớn, đừng khoe về hệ phái tôi giàu, hệ phái tôi lớn, tất cả cái đấy nó chẳng có nghĩa gì hết. Nếu mà có khoe về công tác của Đức Thánh Linh, khoe về công việc của Đức Thánh Linh, cái đấy mới là cái khoe để tôn cao thần của Đức Giê-hô-va. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu số 31. Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Có khoe cái gì khoe mình trong Chúa? Joseph không thể khoe về mình được. Vì ông biết một điều rằng cái giấc mơ ông có là đến từ trên cao. Và cái giấc mơ đó thành hiện thực cũng đến từ trên cao chứ không phải do khả năng của Joseph. Cho nên không có gì có thể khoe được hết. Có khoe thì khoe mình trong Chúa, nhờ ơn Chúa mà tôi có được như ngày hôm nay. Nếu Chúa ban cho anh chị em có khả năng kiếm ra tiền, cảm tạ ơn Chúa. Đấy là khả năng Chúa ban cho. Nếu mà Chúa không ban cho thì tôi cũng chẳng có khả năng kiếm ra tiền. Rất nhiều người thông minh hơn tôi nhưng mà họ chẳng kiếm tiền bằng tôi. Nhiều người họ chăm chỉ hơn tôi nhưng mà tôi lại kiếm tiền nhẹ nhàng hơn họ. Tất cả điều đó là do ân điển và sự chúc phước từ nơi Chúa, chứ không phải do khả năng của tôi. Ai khoe mình là khoe mình trong Chúa là như vậy. Mình có thể nói về thành quả của mình, mình có thể nói về cái khả năng của mình, nhưng tất cả những cái đấy nó được bao bọc bởi ân điển của Chúa, bởi sự chúc phước và sự sức giàu từ nơi Chúa. Nhờ ơn Chúa, cảm ơn anh, nhờ ơn Chúa chúng tôi vẫn khỏe mạnh, nhờ ơn Chúa mà công việc của tôi vẫn suôn sẻ. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 10 câu số 17. Nhưng ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa. Cái điều này được lặp đi lặp lại trong sách Cô-rinh-tô do thơ của Phao-lô viết. Mà Phao-lô viết điều này là cũng đúng thôi. Bởi vì hội thánh Cô-rinh-tô có rất nhiều nhiều cái sự kiêu ngạo. Một trong sự kiêu ngạo là cái người có nhiều ân tứ thánh linh. Thì tỏ vẻ ra mình thiêng liêng hơn những người khác. Người có ân tứ thánh linh thì để tỏ vẻ thiêng liêng hơn cái người mà không có ân tứ thánh linh. Cho nên Phao-lô nói rằng có khoe thì khoe mình trong Chúa, tức là tất cả những cái gì mình có là đến từ nơi Chúa mà có, chứ không phải tự mình làm ra được cái đấy đâu. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu số 6, chúng ta nhìn xem Phao-lô nói gì về tài năng của ông. Và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi để giúp việc giao ước mới. Phao-lô có phải là người có tài năng không? Trước khi tin Chúa ông có rất nhiều tài năng, ông nói được rất nhiều ngôn ngữ. Ông là thuộc vào công hội của người Do Thái. Là những người rất giỏi mới được vào trong đó. Và giữ những cái chức vụ như vậy ấy, phải là người rất giỏi, người có kinh nghiệm, có tầm ảnh hưởng. Mà hơn nữa là Phao-lô lại có hai công, là công dân của hai nước, vừa là công dân của Do Thái nhưng lại vừa là công dân của đất nước Roma, là đất nước mà đang bảo hộ cho đất nước Do Thái. Chứ ông có về mặt chính trị này, về mặt tri thức nhé, về mặt ảnh hưởng xã hội, về mặt uy quyền, tất cả ông đều có hết. Một người trẻ tuổi nhưng rất tài năng. Đến khi ông tin Chúa, ông gặp gỡ Chúa thì lại càng nhiều tài năng hơn nữa. Trước đó chỉ là những cái khả năng tự nhiên, mà sau này thì là cả khả năng tự nhiên đến khả năng siêu nhiên. Cầu nguyện chữa lành người, các ân tứ ông đều có hết. Nhưng mà ông nói sao về cái tài năng của mình? Tài năng của tôi là do Ngài ban cho.
Tài năng của chúng tôi là do Ngài ban cho. Ngày hôm nay anh chị em có tài năng gì, có khả năng gì? Tất nhiên Chúa ban cho chúng ta tài năng không phải là chúng ta cứ ngồi yên đấy. Chúng ta cần phải học tập, chúng ta cần phải rèn luyện. Nhưng mà chúng ta rèn luyện, chúng ta học tập, chúng ta nỗ lực cũng không có nghĩa rằng là tự mình có cái điều đấy đâu. Hoàn toàn là do sự giúp đỡ từ nơi Chúa hết. Chúng ta nỗ lực, nhưng Ngài hỗ trợ cho chúng ta thì cứ nỗ lực đến mới được thành. Cho nên mọi cái anh chị em có, chúng ta có ngày hôm nay, tạ ơn Chúa vì tất cả điều đó đến từ nơi Chúa. Để cho mình giữ mình trong cái sự khiêm nhường. Joseph được nâng lên cái vị trí đó cũng là bởi ân điển của nơi Chúa chứ không phải là do năng lực của ông. Nói như Phaolô nói là tài năng chúng tôi có đều đến từ nơi Chúa. Chúa ban cho chúng tôi tài năng đó. Cho nên kiến thức là tốt, kỹ năng là tốt, kinh nghiệm là tốt. Nhưng trên hết mọi điều đó thì đó là sự mặc khải và sự sức giàu của Đức Thánh Linh trên đời sống của mỗi một chúng ta. Trên bản thân Phaolô cũng phải nhìn nhận làm sao? Vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ hơn ngươi. Phaolô nói như vậy. Đó là vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết cho nên không ai thông minh trí huệ hơn ngươi nữa. Và ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm, hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi, trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Chúng ta thấy cái lời của Pharaoh nói không? Ông nhìn nhận rằng là cái nhân vật này rất đặc biệt bởi vì có thần cả. Được sự hà hơi, được sự cảm thúc, được sự chúc phúc từ nơi đấng thiêng liêng ở trên cao kia cho nên Joseph mới có được điều đó. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta để chúng ta bước đi giống như Joseph. Nương cậy và nơi Chúa hoàn toàn. Việc mình cần phải làm trong trách nhiệm của một con người học tập, rèn luyện, tu dưỡng tâm tính, tu dưỡng khả năng. Chúng ta cứ làm trên hết mọi sự trông đợi vào sự mặc khải, sự sức giàu từ nơi Chúa. Nếu như không có Ngài, không làm được gì hết. Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ trong cái sách Sáng Thế Ký, đoạn thứ 41 này. Đó là sau khi ông được lên ngôi để giữ cái chức vụ tể tướng dưới vua ấy, thì ông được vua ban cho một người vợ là con gái của Potiphera, thầy cả thành ôn. Và cô này sinh cho Joseph hai người con trai. Đứa đầu lòng thì đặt tên là Manasseh. Và ý nghĩa của Manasseh có nghĩa là quên đi cái nhọc nhằn. Và sinh ra đứa thứ hai thì đặt tên là Ephraim. Và cái từ Ephraim này nó có nghĩa là Đức Chúa Trời làm cho được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ, được ghi lại trong sách Sáng Ký đoạn 41 câu 50 đến câu số 52. Thì đây là cái dấu mốc của sự thay đổi. Bắt đầu từ việc bị đẩy ra khỏi nhà cha này, bắt xong đó là đến việc bị hiểu lầm này, bị giam cầm này, và sau đó được buông tha này. Và đánh dấu cho mốc sự thay đổi đó là việc sinh ra hai đứa con. Một đứa là Manasseh và một đứa là Ephraim. Một đứa tên là quên đi điều cực nhọc. Một đứa thứ hai là được hưng vượng. Hai cái tên này có rất có ý nghĩa. Mà điều quan trọng hơn hết là bản thân Joseph cũng chưa nhìn được. Bản thân Joseph cũng chưa nhìn được ngay khi mà ông có hai đứa con này. Đó là hai đứa con này ấy, mai sau trở thành hai chi phái của dân tộc Israel.
Quý vị hãy xem thêm. Từ một Joseph sản sinh ra hai đứa con và thành hai chi phái. Trong số 11 người anh em của Joseph có ai được như vậy không? Có ai được như vậy không? Duy nhất Joseph sinh ra hai đứa con trai này. Và hai đứa con trai này trở thành hai chi phái. Quý vị thấy phần thưởng cho những người trung tín chưa? Quý vị thấy có thấy phần thưởng của Chúa cho Joseph chưa? Cuối cuộc đời của Jacob, trước khi ông chết thì ông gọi tất cả các đứa con đến để chúc phước, thì lời chúc phước của Joseph cực kỳ là đặc biệt. Và phước lành nó đến trên hai người con trai đấy, trở thành hai chi phái của Israel. Không ai nghĩ được việc này hết. Không ai nhìn thấy trước được việc này hết. Không ai thấy được. Joseph không thấy được. Bố của Joseph không thấy được. Các anh của Joseph không thấy được. Nhưng khi Joseph cứ trung tín bước đi với Chúa, thì Ngài đẩy đưa cuộc đời của Joseph để hoàn thành cái mục đích của Chúa trên cuộc đời của Joseph. Cho nên cuộc đời chúng ta có rất là nhiều điều chúng ta không hiểu. Nhiều điều chúng ta không hiểu. Tại sao mình lại phải sống ở đây? Mình đang ở an ổn tại nơi này mà tại sao mình lại bị khước từ bởi người thân yêu trong gia đình? Mình đang ở trong cảnh an ổn, no đủ tất cả mọi cái, tại sao mình lại phải ở trong cảnh thiếu thốn? Chúng ta có thể chưa nhìn thấy được tại thời điểm này, nhưng Chúa đang dùng tất cả các hoàn cảnh để đẩy đưa chúng ta đến hoàn thành cái mục đích, cái chương trình của Chúa mà Ngài đã lên từ trong cõi đời đời cho chúng ta, giống như Joseph. Chúa ban phước cho anh chị em. Chúng ta cùng nhắm mắt cúi đầu. Tôi sẽ cầu nguyện cho sự điệp này. Kính lạy Cha yêu dấu, chúng con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều. Chúng con biết một điều rằng Joseph được chọn lựa, cũng giống như mỗi một chúng con được chọn lựa. Joseph được chọn lựa cho sứ mạng của Chúa trên cuộc đời của ông. Chúng con được chọn lựa cho sứ mạng của Chúa trên cuộc đời của chúng con. Mỗi một người một khác nhau. Chúa giúp cho chúng con bước đi trung tín ngay thẳng, có một đức tin vững vàng, có một niềm trông cậy, không bao giờ siêu tó, không bao giờ ngã lòng trước tất cả những dòng tố, để chờ đợi đến thời điểm mà lời hứa của Ngài được thành trên cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúa giúp đỡ chúng con, ban phước cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa ban phước cho tất cả anh chị em. Để ủng hộ cho việc đem lời Chúa đến cho mọi người, ông bà anh chị em hãy bấm like, chia sẻ và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.